hiện tại đang ở biển Đà Nẵng đấy. Bãi biển, đây là bãi biển ở Công viên Nhỏ. Bãi biển rất rộng thoải, một trong những bãi biển đẹp của thế giới được lên bảo nè. Ở đây mùa hè buổi tối đó rất đông mát, đi vô tắm biển tối đó đây giàu giàu mát tuyệt vời luôn. Sinh nhật hoặc là gì rượu bàn đem không bia ra đây ngồi quá tuyệt. Nhiều người ngồi chơi đấy. Bên kia là khách sạn nhiều. Bài tám rất thoải luôn. Buổi chiều ra đây rất là đông, chiều ra đây tắm biển và chơi thể thao. Hiện tại là tháng 6 2017. Trên kia có sáng đây là chùa Linh Ứng, trên núi núi Sơn Tra. Ai chưa đến Đà Nẵng thì đến Đà Nẵng rồi ra biển tắm phê có tuyệt vời, ăn hải sản rẻ.